Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi Đức Giêsu ra đời tại Bethlehem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem và hỏi: Đức vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy người. Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: tại Bethlehem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ có chép rằng: phần ngươi hỡi Bethlehem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Israel dân ta sẽ ra đời. Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bethlehem và dặn rằng: xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về hài nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy người. Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông lại dẫn đường cho họ đến tận nơi hài nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà thấy hài nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lạy người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Sau đó họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, vì nên đã đi lối khác mà về xứ mình. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Cộng đoàn phụng vụ rất thân mến, như chúng ta biết, thế giới ở tại Jerusalem trước Giáng sinh chúng ta biết có những cái cuộc chiến tranh ở giữa hai dân tộc, đều là con cái của Abraham hết. Và thông tin người ta đưa đó, thì cái đêm Giáng sinh tại nhà thờ Bethlehem trong mùa Giáng sinh này, khách hành hương đến thăm cái nhà thờ Bethlehem, tức là nơi Chúa sinh ra đấy, không có một ai cả. Các cửa hàng, tất cả các khách sạn hay là những nhà nghỉ ở vùng đó đều đóng cửa hết, ông bà anh chị em. Và nếu như vậy, Chúa Giêsu mà sinh ra ngay trong cái năm nay thì chắc ba vua cũng khó mà tìm tới được nhỉ. Nhưng mà chúng ta thấy giáo xứ Hòa Hưng chúng ta có ba vua đã đến và viếng thăm Chúa Giêsu rồi. Cái con đường, cái hành trình đi tìm Chúa của ba vị đạo sĩ này, ông bà anh chị em, nó dài lắm chứ không phải là ngắn đâu. Nó dài không phải bởi vì ba vị này ở bên phương Đông mà qua tới Jerusalem. Nó dài về mặt địa lý đã lành đây, nó còn dài cả về cái hành trình tìm kiếm Chúa của ba vị này. Dài ở chỗ nào? Con cùng với cộng đoàn cùng nhau đi tìm hiểu ở trong các đoạn sách mà chúng ta vừa nghe ngày hôm nay. Ba vị đạo sĩ này là ba vị chiêm tinh
chuyên ngắm các sao ở trên trời, các điềm lạ. Thì ba vị này nhìn thấy một ngôi sao hướng về phía hiện ra phía đông, hướng về cái nơi mà ba vị này nói rằng cái ngôi sao này chỉ có một vị rất là trọng đại được sinh ra. Và ba nhà đạo sĩ này từ các nước khác nhau, chứ không phải là họ biết nhau nha. Họ là những cái nơi khác nhau, họ nhìn thấy, cùng nhìn thấy một cô sao, và họ quyết tâm lên đường đi tìm cái vị mà được sinh ra đó. Và trong đầu họ, họ chỉ nghĩ rằng đây là một ngôi sao nói lên một cái vị, một vị vua sinh ra. Và họ đi tìm cái vị vua cao cả này. Ngôi sao dẫn đường họ, và cuối cùng họ gặp nhau tại Jerusalem. Tới đây thì ngôi sao biến mất. Và ông bà anh chị em họ bắt đầu phải đi tìm ở đâu bây giờ. Và trong đầu của họ nghĩ rằng đây là một hoàng tử, một vị vua được sinh ra. Cho nên chắc chắn rằng trong đầu họ, họ nghĩ rằng phải đi tìm cái vị vua này mới sinh ra ở trong hoàng cung chứ ở đâu nữa. Và như vậy họ đã vào trong hoàng cung gặp Herode và hỏi rằng vị vua của dân Do Thái mới sinh ra ở đâu vậy? Ở cái cung nào của vị phi tần nào đã sinh ra cái vị vua này? Thế thì ngay từ đầu cái con đường đi tìm kiếm, cái hành trình đi tìm kiếm Chúa của ba vị đạo sĩ này in ở trong đầu các ông là ông đi tìm một vị vua. Ông đi tìm một vị vua. Vị vua như bao nhiêu vị vua khác. Một vị vua có uy quyền ở trong tay. Một vị vua có giàu sang, phải sinh ra ở nơi cung điện. Các vị đó đi tìm một vị vua của trần gian này. Và như vậy sau khi được nhà vua chỉ cho, Herode chỉ cho phải đến cái vùng đất Bethlehem á, ở trong sách Kinh Thánh có ghi là tại cái vùng đất Bethlehem sẽ sinh ra một đấng chăn dắt nhà Israel, chăn dắt dân Do Thái. Thì các vị bắt đầu bỏ cung điện để lên đường đi tìm tiếp. Và khi mà ra khỏi cung điện nhà vua, các vị nhìn thấy ngôi sao lúc trước lại hiện ra và lại dẫn đến cái hang Bethlehem. Ở tại hang Bethlehem, chúng ta thấy ba vị đạo sĩ này được biến đổi, được biến đổi tâm hồn. Và giờ đây ba vị đạo sĩ vào nhìn thấy một trẻ sơ sinh bọc tã đặt nằm trong máng cỏ ở bên cạnh là mẹ của người, bà Maria, rất khiêm tốn và đơn sơ. Lúc này ba vị đạo sĩ quỳ xuống và mở cái rương của mình ra để dâng lễ vật lên cho vị vua. Giờ đây Thiên Chúa đã mở lòng của ba vị này ra, và ba vị này đã quỳ xuống một trẻ sơ sinh bọc tã nằm ở trong máng cỏ và tôn sùng như là một vị vua. Ông bà anh chị em, lúc này Thiên Chúa, ba vị đạo sĩ này đã gặp được Thiên Chúa, và Thiên Chúa đã biến đổi tâm hồn của ba vị này, làm cho ba vị đạo sĩ đã nhận ra được cái trẻ sơ sinh đặt trong máng cỏ này không phải là một vị vua bình thường như những vị vua khác, mà là đấng cứu tinh. Và khi mà ba vị đạo sĩ này gặp được Chúa, được biến đổi tâm hồn, được biến đổi cái nhận thức của mình,
thì ba vị bắt đầu một cái con đường, một cái hành trình mới để về xứ sở mình. Được biến đổi mà, được thay đổi mà, cuộc sống tâm hồn đã được biến đổi rồi, cho nên không có quay trở lại, không đi cái con đường cũ của mình nữa, mà phải đi một cái con đường mới. Bằng chứng là Kinh Thánh nói rằng ba vị này được báo mộng là không trở về với Herodê nữa. Bởi vì nếu mà trở về với Herodê đó thì lại quay trở lại cái con đường cũ, lại trở về hoàng cung, lại tìm một vị vua được sinh ra ở trong cái quyền thế, ở trong sự giàu sang, chứ không phải là được biến đổi tâm hồn để nhận ra được đấng cứu thế, vị vua mà họ đang đi tìm chính là Thiên Chúa, là con của Thiên Chúa. Cho nên ba vị này đã được báo mộng, và cuộc đời ba vị này đã đi một cái con đường mới, một con đường khác để trở về lại xứ sở, về nhà của mình. Có một câu nói, còn không biết là tác giả là ai. Câu nói đó như thế này: ông bà anh chị em có biết cái con đường dài nhất là con đường nào không? Con đường dài nhất đó là cái con đường từ cái đầu cho đến đôi bàn tay. Nó không phải là cái con đường mà ba vị đạo sĩ này đi tìm Chúa cuối cùng cũng gặp được Chúa, mà là cái con đường từ suy nghĩ, từ những cái thao thức, từ những cái khát vọng ở trong đầu á, đi tới đôi bàn tay thực hiện nó, làm, bắt tay vào việc để làm, để thực hiện cái ý tưởng của mình. Cái con đường nó dài thăm thẳm mà. Nhiều khi chúng ta nghĩ nó tốt lắm, nghĩ hay lắm, nghĩ đẹp lắm, nhưng mà mãi chúng ta chẳng làm được. Chúng ta mơ ước nhiều lắm, nhưng mà mãi không thành sự thật. Cho nên người ta nói là cái con đường dài nhất là cái con đường từ đầu cho đến đôi bàn tay, từ những cái mơ ước, từ những cái suy nghĩ cho đến cái thực tế chúng ta đụng chạm được. Nó khó lắm, nó dài lắm thôi. Và như vậy, để cho cái con đường từ cái đầu của chúng ta qua cái bàn tay của chúng ta nó trở nên ngắn đi và nó có thể trở thành hiện thực được á, thì bắt buộc nó phải đi qua một cái chạm nghĩ, đó là con tim của chúng ta. Cái con đường từ khối óc đến con tim và ra tới bàn tay của chúng ta, nó sẽ làm cho ngắn đi. Cái con đường dài thăm thẳm đó, nó sẽ trở thành ngắn đi. Con đường con tim đó, băng ngang qua con tim đó, đó là tình yêu. Nếu như chúng ta làm một cái công việc gì đó, chúng ta đi tìm kiếm Thiên Chúa, mà chúng ta không có dùng qua cái con đường của con tim, chúng ta khó có thể thành công, chúng ta khó có thể gặp được Thiên Chúa. Ở trong cuộc sống, trong xã hội ngày nay, chúng ta thấy rất nhiều người đi tìm Chúa đấy, nhưng mà chỉ dừng lại ở một cái vị vua, hay là biến cái vị vua đó trở thành tôi tớ của mình để phục vụ cho những cái lời cầu xin của chúng ta mà thôi. Herodê cũng muốn đến để tìm Chúa đấy chứ, nhưng mà ông dừng lại ở cái quyền lực, ông sợ mất đi cái ngai, cái ngôi vị của ông, cho nên ông muốn đi tìm Chúa để mà sát hại, để mà thủ tiêu, để mà tiêu diệt đi cái mầm mống sợ sau này sẽ lên chiếm ngôi vua của ông.
xã hội chúng ta nhan nhản những con người đi tìm Chúa chỉ vì cái khát vọng của mình mà thôi. Đi tìm Chúa chỉ vì Chúa ơi ban cho con có nhà lầu xe hơi, có vợ đẹp con ngoan. Tất cả những cái đó tất nhiên chúng ta cần, chúng ta muốn, và tất nhiên Thiên Chúa đã biết rồi. Không cần chúng ta phải xin Chúa, phải cầu xin Chúa cái điều đó đâu. Và nếu chúng ta chỉ cầu xin Chúa cái điều đó, chúng ta chỉ dừng lại ở một vị vua quyền thế, một vị vua giàu sang, một vị vua để có thể ban cho chúng ta tất cả mọi thứ mà chúng ta cần. Ba đạo sĩ này đến tìm Chúa và đã được Thiên Chúa biến đổi tâm hồn, biến đổi một cái con đường sống mới để trở về xứ sở, trở về quê nhà của mình. Chúng ta là người như thế nào? Chúng ta tìm Chúa với mục đích gì ở trong cuộc đời của chúng ta? Chúng ta có xin Chúa tha nợ cho con, tha tội cho con và ban cho con cái sự sống đời đời? Hay chúng ta đến tìm Chúa để xin Chúa những cái vật chất của trần gian này? Câu trả lời còn dành lại cho mỗi người trong chúng ta. Cầu chúc cho cộng đoàn chúng ta, mỗi người trong chúng ta tìm gặp được Chúa Kitô ở ngay chính trong đời sống của mình. Có thể Chúa Giêsu đang ở trong tim của mỗi người trong chúng ta đấy, mà chúng ta không nhận ra. Chúng ta cứ loay hoay đi tìm Chúa ở nơi nào đấy, ở một cái công việc, ở một cái gì đó nó là vật chất của đời này. Chúng ta loay hoay mãi ở trong cuộc sống của chúng ta để chúng ta tìm một Thiên Chúa. Mà Thiên Chúa đích thực có thể đang ở trong tim của chúng ta, đang ở trong tim của người chồng, của người vợ, của những đứa con của chúng ta đấy, mà chúng ta không nhìn ra được. Ước mong sao ngôi sao là chính Chúa Thánh Thần sẽ mở con mắt đức tin của mỗi người trong chúng ta, để chúng ta có thể nhìn thấy Chúa đang ở với chúng ta mỗi ngày, đang ở trong gia đình.